Messi chơi chiều khiến Ả Rập Xê Út bất ngờ. Nguồn tin độc quyền của tờ Goal cho hay, phía đại diện của Lionel Messi đã tổ chức cuộc đàm phán với phái đoàn đến từ Ả Rập Xê Út vào hôm ngày thứ hai, ngày 5 tháng 6. Tuy nhiên, thay vì chốt hạ tương lai với câu lạc bộ Al Hilal, siêu sao người Argentina lại đưa ra một quyết định gây ngạc nhiên. Theo đó, Messi muốn chơi bóng cho Barcelona thêm một lần nữa. Do vậy, chủ nhân của 7 danh hiệu quả bóng vàng xin hoãn đến Ả Rập Xê Út chơi bóng cho đến năm 2024. Đại diện của Al Hilal đã tỏ ra khá bất ngờ về ý định của Leo, đồng thời khẳng định đề xuất vào mùa hè năm sau chắc chắn sẽ không có giá trị cao như hiện tại. Vẫn theo tờ Goal, quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út sẵn sàng chi mức thu nhập 500 triệu euro mỗi năm cho Lionel Messi. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần hoàn thành bản hợp đồng 2 năm, tiền đạo này sẽ bỏ túi 1 tỷ euro. Nên nhớ, xuyên suốt sự nghiệp chơi bóng bao gồm cả 2 năm khóa Piazzi, Messi mới kiếm được con số này. Nguyện vọng của Lionel Messi vừa được người cha tiết lộ, ông Jorge Messi chia sẻ với Gigantes FC rằng Leo rất muốn trở lại Barcelona và bản thân người cha này cũng mong mỏi như vậy. Về phía Barca, chủ tịch Laporta đang làm tất cả những gì có thể để đón Messi về lại mái nhà xưa. Theo nhà báo Tony Gianmarti, ban lãnh đạo La Liga đã thông qua và bật đèn xanh cho thương vụ Messi. Sau khi được La Liga đồng ý, chủ tịch Laporta sẽ có cuộc gặp ông Jorge Messi. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca chỉ có thể trả Messi mức lương là 12 triệu euro một năm. Nhà vô địch World Cup 2022 chính thức cập bến Liverpool. Mark Allister, nhà vô địch World Cup 2022 của đội tuyển Argentina, đã chính thức cập bến sân Anfield của Liverpool với mức phí chuyển nhượng là 60 triệu bảng. Tờ Mail Online chạy tít lớn trên trang chủ của mình. Mọi thỏa thuận đã hoàn tất sau khi bố của Mark Allister, ông Carlos Mark Allister, cũng là người đại diện, đã đến Liverpool từ đầu tuần này để chốt lại mọi thương thảo. Hợp đồng của Mark Allister với Liverpool kéo dài đến tháng 6 năm 2028. Liverpool sẽ thanh toán các điều khoản mua đứt ngôi sao này với câu lạc bộ Brighton trong vài ngày tới, Fabrizio Romano công bố trên tài khoản mạng xã hội Twitter. Trước đó thì Romano cũng công bố Mark Allister đã đạt thỏa thuận với các điều khoản cá nhân và đồng ý gia nhập Liverpool trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh kết thúc, nhưng hai câu lạc bộ cần đàm phán mức phí chuyển nhượng do Mark Allister còn hợp đồng với Brighton đến tháng 6 năm 2025. Cuộc đàm phán phải đến đầu tuần này mới hoàn tất với mức phí được tiết lộ là khoảng 60 triệu bảng. Nhiều khả năng sẽ có thêm các điều khoản liên quan giá trị tăng thêm. Câu lạc bộ Liverpool đã lên lịch kiểm tra y tế với Mark Allister ngay trong tuần này trước khi công bố ra mắt chính thức. Theo tờ Mail Online, Mark Allister mới là bản hợp đồng nặng ký đầu tiên trong kế hoạch của huấn luyện viên Jurgen Klopp muốn tăng cường sức mạnh cho Liverpool. Đội bóng sân Anfield hiện còn theo đuổi các mục tiêu khác gồm tiền vệ Khéphren Thuram từ câu lạc bộ Nîmes của Pháp, Manu Kone từ Borussia Mönchengladbach của Đức và Romeo Lavia từ câu lạc bộ Southampton. Man City trở thành câu lạc bộ đắt giá nhất thế giới. Theo thống kê của trang Brand Finance, chuyên trang định giá tài sản vô hình và giá trị thương hiệu của thế giới, giá trị thương hiệu của Manchester City đã tăng vọt thêm 15% trong năm nay, với mức định giá lên tới 1,29 tỷ bảng. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng chủ sở Etihad đã vượt qua đương kim vô địch châu Âu Real Madrid để có giá trị thương hiệu giảm 3%, xuống còn 1,26 tỷ bảng trong năm nay. Thành công trên sân cỏ của Man City, đặc biệt là trong mùa giải này khi The Citizen đứng trước cơ hội giành cú ăn ba lịch sử, cộng với việc tiếp tục mở rộng sân Etihad, đã nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của đội bóng, dẫn đến thu hút được nhiều khoản đầu tư thương mại cũng như khoản tài trợ cho đội bóng. Brand Finance phân tích. Man City không chỉ đánh bại Real 4-0 ở trận lượt về bán kết Champions League mà còn đánh bại đội bóng sân Bernabeu về giá trị thương hiệu. Barcelona đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng với giá trị thương hiệu tăng 5% lên thành 1,185 tỷ bảng, trong khi MU vượt qua Liverpool để giành vị trí thứ 4. Nhưng giá trị của cả hai gần như tương đương nhau. MU là 1,174 tỷ bảng, tăng 11% và Liverpool là 1,173 tỷ bảng, tăng 9%. Brand Finance cho biết, mùa giải thành công của MU dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag đã kết nối người hâm mộ với đội bóng và đặt nền móng cho một nỗ lực mới cho thành công trong tương lai. PSG và Bayern Munich chiếm vị trí thứ 6 và thứ 7, trong khi ba câu lạc bộ Premier League gồm Arsenal, Tottenham và Chelsea lần lượt chia nhau những vị trí còn lại trong top 10. Newcastle United được cho là có giá trị thương hiệu tăng nhanh nhất so với bất kỳ câu lạc bộ nào khác ở Vương quốc Anh, sau khi tăng 33% lên thành 216 triệu bảng sau khi họ được tiếp quản bởi ông chủ của Ả Rập Xê Út vào năm 2021.
Iniesta chia tay Kobe bằng trận thua trước Barca. Trận giao hữu giữa Vissel Kobe và Barcelona trên sân vận động quốc gia Nhật Bản Tokyo là màn trình diễn cuối cùng của Iniesta trong màu áo đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Hôm ngày 25 tháng 5, Iniesta thông báo sẽ rời Vissel Kobe vào tháng 6 sau khoảng thời gian 5 năm gắn bó. Đây được xem là trận đấu để Kobe và Barca tri ân ngôi sao sinh năm 1984. Cựu tiền vệ tuyển Tây Ban Nha đá chính từ đầu và được thay ra sau 81 phút thi đấu. Ban đầu thì Iniesta dự kiến sẽ chơi trận cuối cùng trong áo của Kobe gặp Consadole Sapporo vào ngày 1 tháng 7 tới, thời điểm kết thúc giữa mùa giải của G1 League 2023. Tuy nhiên, việc Iniesta không được sử dụng nhiều trong thời gian qua khiến các bên đẩy nhanh quá trình chấm dứt hợp đồng. Iniesta nhận được những tràng pháo tay sau khi rời sân ở quãng thời gian cuối trận thua 0-2 của Vissel Kobe trước Barca. Sau khi giành được 30 danh hiệu lớn nhỏ cùng Barcelona, Iniesta rời sân Nou Camp để chuyển đến Nhật Bản chơi bóng vào tháng 2 năm 2018, nhận mức lương lên tới 25 triệu euro một năm. Tại đây, anh giúp Kobe giành được cúp Hoàng đế năm 2019 và siêu cúp Nhật Bản năm 2020. Có nhiều thông tin cho rằng Iniesta có thể chuyển tới Thái Lan thi đấu trong thời gian tới. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là tin đồn. Nhà vô địch World Cup 2010 cũng nhận được nhiều lời đề nghị khác nhau từ giải nhà nghề Mỹ, MLS hay là Trung Đông. Tuổi 39 là rào cản lớn với cựu huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha. Ông chủ Newcastle mua 4 câu lạc bộ Ả Rập Xê Út. Truyền thông Anh ngày 6 tháng 6 đồng loạt khẳng định chỉ sau một đêm, cả 4 câu lạc bộ hàng đầu tại Ả Rập Xê Út là Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly và nhà tân vô địch Al Ittihad đều trở thành anh em cùng chung một mẹ. Đó là quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út, đơn vị sở hữu 75% cổ phần của cả 4 câu lạc bộ kể trên. Cuộc thâu tóm trong vánh này có mối liên hệ mật thiết với cuộc mua sắm rầm rộ của các đại gia của Saudi Pro League đang thực hiện. Tháng 12 năm ngoái, siêu sao Ronaldo gia nhập Al Nassr với mức thu nhập cao nhất lịch sử bóng đá, lên tới 200 triệu euro một mùa. Mùa hè năm nay thì những Al Hilal, Al Ittihad hay là Al Ahly đều đang hướng đến những thương vụ chuyển nhượng đình đám. Theo tiết lộ thì Karim Benzema chuẩn bị gia nhập Al Ittihad với chế độ đãi ngộ ở rất gần với Ronaldo. Hơn thế nữa thì Al Hilal có thể trao cho Messi bản hợp đồng với thu nhập gấp đôi những gì CR7 nhận được tại Al Nassr. Điều đáng nói là quỹ đầu tư công Saudi Arabia cũng đang là chủ sở hữu của câu lạc bộ Newcastle, đội bóng vừa cán đích trong top 4 ngoại hạng Anh. Theo đó, PIF đang nắm giữ 80% cổ phần của chiếc chòe. Cũng bởi thế, tờ The Sun của Anh đưa ra thông tin rất đáng chú ý. Đơn vị PIF hoàn toàn có thể điều động những siêu sao thuộc biên chế Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly và Al Ittihad sang Newcastle cùng với đội bóng vùng đông bắc nước Anh chinh chiến ở ngoại hạng Anh và Champions League mùa tới. Tottenham Hotspur đón huấn luyện viên trưởng mới. Chiều ngày 6 tháng 6, Tottenham đã thông báo quyết định bổ nhiệm Ange Postecoglou làm tân huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Nhà cầm quân người Australia ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm và sẽ chính thức ra mắt gà trống vào ngày 1 tháng 7. Danh tính các cộng sự của Postecoglou dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Theo tờ Daily Mail, Postecoglou là huấn luyện viên người Australia đầu tiên làm việc tại Premier League. Từ lúc này, thì tân huấn luyện viên trưởng Postecoglou đã bắt tay vào việc chuẩn bị lực lượng cho mùa giải sau và mọi thứ hứa hẹn sẽ rất ngổn ngang. Hai chủ đề lớn huấn luyện viên Postecoglou cần phải đối mặt là thải loại những cầu thủ nào để đưa người thay thế đến và xử lý tình huống của Harry Kane. Việc Real Madrid chia tay Karim Benzema sẽ khiến cho Real giờ có động cơ để theo đuổi Harry Kane, người được cho là mục tiêu của cá nhân huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Kane đã không ký hợp đồng gia hạn với Tottenham và dự kiến anh sẽ để mặc hợp đồng như vậy sang năm khi chuẩn bị đáo hạn, nhằm dễ bề quyết định tương lai. Với việc đã dành một thập kỷ tại câu lạc bộ thi đấu cống hiến nhưng không giành được danh hiệu nào và Spurs lại trượt vé đi châu Âu mùa sau, Harry Kane đã có động lực rất lớn để ra đi. Mọi thứ hiện chưa có hướng đi rõ ràng và theo tờ Telegraph, Postecoglou có lẽ sẽ cuộc gặp riêng với Kane để xác định tương lai. Trong khi đó, về mặt thải loại, Tottenham dự định đẩy đi tới 9 cầu thủ trong mùa hè này và nguồn tin cho biết Postecoglou đã gật đầu với 7 cái tên, trong số đó gồm Davinson Sanchez, Clement Langley, Ben Davies, Eric Dier, Giovanni Lo Celso, Sergio Reguilon và Harry Wing là 7 cầu thủ Tottenham định sẽ cho ra đi, nhận được sự phê chuẩn từ Postecoglou. Còn lại thì Ren Sessegnon và Tanguy Ndombele đang được ông cân nhắc.